Chiều ngày 30 tháng 11, sau khi nhận thông tin có ca dương tính lây nhiễm từ người cách ly, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long triệu tập cuộc họp khẩn với các đơn vị liên quan, kết nối đầu cầu Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh để chỉ đạo triển khai khẩn cấp tất cả biện pháp phòng chống dịch nhằm khoanh vùng và kiểm soát lây nhiễm với trường hợp bệnh nhân lây nhiễm, Thông tin tại cuộc họp cho biết, các dương tính mới phát hiện được công bố chiều nay BN1347 có liên quan trực tiếp tới bệnh nhân 1342 công bố chiều ngày 29 tháng 11. Trong thời gian ở tại khu cách ly do Vietnam Airlines quản lý, số 115 Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 11, bệnh nhân 1342 tiếp xúc với đồng nghiệp trên chuyến bay khác BN1325. Sau khi xét nghiệm hai lần cho kết quả âm tính, BN1342 được về cách ly tại nhà trọ. Phòng 305, lầu 3 số 50 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình cách ly, bệnh nhân này tiếp xúc trực tiếp với ba người gồm mẹ đẻ và hai người bạn một nam một nữ, trong đó người bạn nam sinh năm 1988, trú tại phường 3, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh tới sống cùng. Ngày 28 tháng 11, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 3 cho kết quả dương tính ngay lập tức ba trường hợp tiếp xúc trực tiếp trên được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm, trong đó người bạn nam cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân này được xác định là trường hợp thứ 1347 mắc COVID-19 tại Việt Nam, mang mã số BN1347. Theo kết quả điều tra dịch tễ ban đầu của BN 1347 cho thấy, trong thời gian từ ngày 18 đến ngày 25 tháng 11, bệnh nhân 1347 đi dậy tại trung tâm Anh ngữ k số 59 Nguyễn Bá Tuyển phường 12 quận Tân Bình và chi nhánh khác ở quận 10 tới quán cà phê và quán karaoke. Tổng số tiếp xúc gần F1 với bệnh nhân theo điều tra ban đầu là 38, đã cách ly lấy mẫu xét nghiệm, trường hợp tiếp xúc với người tiếp xúc gần F2 là 154, trong đó 62 người ở quận Tân Bình và 92 người ở quận 10. Sở y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục khẩn trương truy vết, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm những trường hợp liên quan ca bệnh tại cuộc họp, ông Nguyễn Thành Long chỉ đạo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương truy vết tất cả các trường hợp F1, F2 của các ca bệnh trên. Đồng thời Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh phải thực hiện biện pháp cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp này. Ông Long yêu cầu Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh thông báo khẩn với người dân đã đến những địa điểm mà bệnh nhân từng tới như nơi dạy học, quán cà phê, quán karaoke cần liên hệ ngay cơ quan y tế gần nhất, tiến hành phong tỏa tạm thời các địa điểm mà bệnh nhân đã đến và thực hiện biện pháp tiêu độc khử trùng. Ngoài ra tất cả nhân viên phục vụ tại các địa điểm cung cấp dịch vụ cho bệnh nhân như quán cà phê, karaoke đều phải lấy mẫu xét nghiệm và yêu cầu cách ly tại nhà. Bộ trưởng Bộ Y tế cũng yêu cầu tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nâng cao mức cảnh giác, tăng cường các biện pháp sàng lọc với tất cả các trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở y tế theo quy định. Bộ Y tế, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 yêu cầu Vietnam Airlines Tuân thủ các quy định về cách ly tại các cơ sở mà Vietnam Airlines đã đăng ký, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội nơi có địa điểm Vietnam Airlines đăng ký cách ly phải kiểm tra giám sát chặt chẽ quá trình cách ly và không để tình trạng lây nhiễm trong khu cách ly. Với các trường hợp cách ly tại nhà, Bộ Y tế đề nghị chính quyền địa phương các cấp, đặc biệt chính quyền cơ sở tuân thủ chặt chẽ việc giám sát theo dõi việc cách ly tại nhà. Ông Long nhấn mạnh cũng trong ngày 30 tháng 11, Bộ Y tế cơ quan thường trực Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 ra công điện khẩn gửi cấp bộ Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải và Ngoại giao, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường giám sát, quản lý người nhập cảnh trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 trong khu vực và trên thế giới đang có diễn biến phức tạp.